Khu vực cầu vượt Mai Dịch, lối lên vành đai 3 trên cao, đường Phạm Văn Đồng, một điểm nóng về tình trạng các xe dừng đỗ đón trả khách. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các vi phạm này đã giảm hẳn, một phần do các đơn vị vận tải đã được dự hội thảo ký cam kết với cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn về đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi thì cũng đến dự hội thảo và thực hiện một số cam kết ở trong cái bản cam kết để gửi cho đội 6. Thì trước khi mà giao phương tiện cho lái xe thì chúng tôi phải kiểm tra xem là phương tiện có đảm bảo về thời hạn niên hạn sử dụng không, còn đăng kiểm không. Đấy, và thứ hai nữa là phổ biến tuyên truyền cho lái xe là không thực hiện các hành vi bắt khách dọc đường. Và thứ ba nữa là kiểm tra nồng độ cồn và các cái chất kích thích đối với lái xe trước khi mà khởi hành. Tại những tụ điểm người dân hay đứng chờ đón xe cũng được căng băng rôn tuyên truyền không đón trả khách. Cùng với đó, các biện pháp kiểm soát vẫn liên tục được thực hiện như bắn tốc độ để xử lý các xe khách đi với tốc độ rùa bò. Đặc biệt, những địa điểm nóng được lắp camera theo dõi để giám sát và xử lý vi phạm. Đơn vị đã chủ động lắp những cái hệ thống camera ở những cái tuyến để kịp thời khi phát hiện các cái xe lưu lượng xe cũng như các cái xe mà có dấu hiệu là đi chậm hay đi vào các cái làn để bắt khách thì sẽ báo, trực ban sẽ báo cho các tổ công tác ngoài đường kịp thời phát hiện xử lý. Với nhiều biện pháp quyết liệt, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông số 6 đã xử lý tới gần 700 trường hợp xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Tình trạng vi phạm được đánh giá đến nay đã giảm đáng kể, đặc biệt tại các địa điểm đã được lắp hệ thống camera để kiểm soát.